Xin chào các bạn, Fio vừa giới thiệu cái chiếc tai nghe full size đầu tiên của hãng, cái chiếc tai nghe chống ồn chủ động đầu tiên của hãng có tên gọi là EH3NC tại Camtram London vào khoảng chừng tháng 7 2019 vừa rồi. Và cái chiếc tai nghe này được dự kiến là sẽ cạnh tranh với những cái tên tuổi lớn nhất trong làng tai nghe chống ồn như là Bose nè, là Sony nè, là Sennheiser nè, nhờ cái chất lượng âm thanh cũng như là công nghệ chống ồn rất là tuyệt vời. Và đương nhiên là chỉ với cái giá bán hết sức là cạnh tranh của Fio, chỉ có 4.9 triệu mà thôi. Cái chiếc tai nghe này là một cái dự án đã từ rất lâu rồi của VO với cái tên gọi là EH3. Và những cái hình ảnh đầu tiên, những cái hình ảnh render đầu tiên của nó xuất hiện vào khoảng chừng tháng 3 năm 2018 thông qua cái Facebook của James Chen là CEO của hãng. Và hôm nay thì cái sản phẩm đã chính thức có mặt tại Việt Nam rồi đây. Và như mình đã nói ở đầu clip thì nó có giá bán là 4.9 triệu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau unboxing để xem là bên trong cái chiếc hộp này, cái chiếc tai nghe full size đầu tiên, cái chiếc tai nghe chống ồn chủ động đầu tiên của VO, nó sẽ được trang bị những cái gì, cũng như là chúng ta cùng xem là cái sản phẩm, cái chất lượng sản phẩm nó như thế nào ha. Thì đây là cái chiếc hộp đóng gói bên trong. Còn cái này nãy mình chưa đọc qua thông số hộp ha. Đây là cái hộp vận chuyển bên ngoài. Thì VO EH3NC nó sử dụng cái chuẩn Bluetooth 5.0 và gần như là tương thích hết với tất cả những cái codec Bluetooth đang tồn tại hiện giờ, như là SBC, là AAC, ABTX Low Latency, như là LDAC, như là thậm chí là cả LHDC nữa. Nên cái chiếc tai nghe này nó đạt cái chuẩn là Hi-Res. Cái chuẩn gì ta? Cái chuẩn là Audio Hi-Res Wireless. Đại khái là cái chuẩn Hi-Res của tai nghe wireless á. Và đương nhiên là nó cũng không thể thiếu cái kết nối một chạm NFC rất là tiện dụng. Đâu nào, đây đầu tiên mình mở cái hộp sản phẩm ra. Rồi hết rồi. Như vậy là hết rồi các bạn ha. Như vậy là tất cả phụ kiện cũng như là tất cả mọi thứ đều được nằm ở trong cái hộp đựng như thế này. Như vậy là cái cách đóng gói cũng như là cái cách trình bày nó khá giống với những cái sản phẩm tai nghe chống ồn cao cấp nhất hiện nay, như là Bose NC700, Sony DHX1SM3 cũng như là Sennheiser Momentum. Nó đều trong cái hộp và đóng gói cái tai nghe nằm bên trong cái hộp đựng như thế này, rất là tiện dụng, rất là đẹp. Và ở đây là quyển sách hướng dẫn sử dụng các bạn. Bây giờ mình sẽ mở ra ha. Cái chất lượng của cái hộp này cũng khá là tốt, mình rất là ưng ý. Nó cũng giống hệt với cái chất lượng hộp của Sony DHX1SM3 cũng như là Bose NC700. Rồi, sản phẩm tai nghe, để một bên đi đã. Đầu tiên đó là dây sạc, cáp sạc USB Type-C nè, rất là ok, Type-C. Tiếp theo đó là dây hai đầu 3.5. Mà cái dây này không có micro các bạn ha, dây hai đầu 3.5. Rồi, hộp đựng của chúng ta. Đây, cuối cùng nhân vật chính, chiếc tai nghe EH3NC. Cảm giác đầu tiên của mình, cảm giác cầm nắm đầu tiên của mình là khá là chắc chắn. Build quality khá là chắc chắn, cái gọng bự quá. Bự nên nó chắc, nhưng mà mình thấy thì bự nó cũng hơi thô một chút. Nhưng mà thôi, chắc chắn còn hơn. Bây giờ mình đeo thử rồi, cảm giác đeo như thế nào. Cái tai nghe này nó nhẹ quá các bạn, rất là nhẹ, rất là nhẹ. Mình thấy nó to quá, mình thấy nó nạt thịt quá, mình sợ là kiểu như nó sẽ hơi nặng và cồng kềnh. Cái tai nghe chống ồn mà nặng và cồng kềnh nhất mà mình từng biết được đó là cái con Sony DHX1SM3, cái con đời đầu á. Con nó nặng kinh khủng, nó nặng lắm. Nó không có nhẹ được như con M3 bây giờ đâu, con M3 bây giờ là nhẹ rất là nhẹ, rất là nhiều. Còn cái con tai nghe mà mình, cái con tai nghe chống ồn, cái chiếc tai nghe chống ồn mà mình ấn tượng nhất về cái cảm giác đeo cũng như là cái trọng lượng, cái thái độ thoải mái khi mình đeo, đó là chiếc Bose QC35 II. Thực sự là cái cảm giác đeo nó rất là tuyệt vời, rất là nhẹ, rất là êm, mình có thể đeo cả ngày không được cũng được nữa, đeo cả ngày luôn. Mình đeo rất là lâu nhưng mà có cảm giác như là không đeo, đeo rất là thoải mái. Thì hiện tại mình đang đeo con EH3NC cũng vậy, nó hồi tưởng mình lại cảm giác khi mà đeo cái con Bose QC35 II 2 á. iPad rất là mềm, đeo không có bị cứng. Và cái độ to của cái iPad, cái độ to của cái iPad nó cũng rất là to, nó lọt hết cả cái tai nghe của mình vào đây luôn.
đeo rất là thoải mái, không có bị đụng. Đây. Đó. Mặc dù là thực tình là mình thấy là cái tai nghe này nó hơi bị bự, hơi bị nạt thịt, mình sợ là nó nặng hoặc là nó kẹt đau, nhưng mà không, cái cảm giác đeo cực kỳ thoải mái luôn, mình rất là hài lòng. Và cái độ chống ồn mà gọi là chống ồn thụ động á, bằng cái earbud rất là tốt. Hiện nay là mình đang quay phim và tầm vào khoảng bây giờ đang là 5 giờ kém, 5 giờ chiều á, cái giờ tan sở ở ngoài kia rất là nhiều xe, đường Ninh Bộ Lĩnh các xe rất là nhiều, nhưng mà khi mình đeo vào hiện tại thì mình gần như là chỉ còn có nghe được cái giọng nói của mình thôi. Đúng rồi, mình chỉ còn nghe được cái giọng nói của mình thôi. Chống ồn thụ động rất là tốt rồi. Nói một chút xíu về cái chiếc tai nghe nữa thì nó sử dụng cái chip chống ồn chủ động của ADI 1777. Cái công nghệ chống ồn chủ động này nó là cái công nghệ chống ồn chủ động hai chiều kết hợp từ feed forward, là nó sẽ thu âm từ bên ngoài vào trong đây và sử dụng những cái sóng âm, những cái sóng ngược pha để tiêu diệt cái tiếng ồn, và đi kèm theo đó là cái feedback, nghĩa là thu âm ở bên trong cái buồng âm để mà tiêu diệt luôn cả những cái tiếng ồn mà nó có thể nào mà lọt vào trong đó thì nó tiêu diệt luôn. Thì ở trên cái chiếc tai nghe này, hãng công bố là nó có được tích hợp 4 cái micro để mà phục vụ cho cái việc chống ồn chủ động đó. Và cái độ, cái theo như thông số hãng thì cái khả năng chống ồn của nó có thể triệt tiêu trong khoảng từ 30 decibel cộng trừ 5 decibel chút xíu. Đây, mình sẽ để mình cận cảnh các bạn xem một chút xíu được cái chiếc tai nghe này. Ở bên cái này là cái ear cup bên trái nè, bên trong nó có tín hiệu left right cũng khá giống với con Bose. Cái ear cup bên trái thì nó sẽ có cái cổng sạc USB Type C, còn ở trên cái ear cup bên phải sẽ là cái khu vực điều khiển control, như là cái này có vẻ như là cái này là đây cái này à, không cái này, đây là cái khu vực mà để cho chúng ta play Bose nghe gọi như là qua bài. Đây là cái lỗ 3.5 và công tắc nguồn cũng như là công tắc chống ồn. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu nghe thử. Mình sẽ cắm dây nghe thử bên in này nọ, rồi khoảng chừng vài ngày nữa thì mình sẽ có một cái bài đánh giá, mình hoặc là bạn Vũ ha, sẽ có cái bài đánh giá về cái chất âm nè, cũng như là cái chống ồn của nó sẽ tuyệt vời hay là nó như thế nào. Mình sẽ nhanh chóng gửi đến các bạn một cái video đánh giá chi tiết hơn về cái chiếc tai nghe này. Hôm nay thì chúng ta chỉ có unboxing và trên tay nhanh thôi ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video clip này của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái sản phẩm khác.